cố gắng làm tốt hơn so với trận ra mắt. Đang cầm bóng là Michael Soy. Soy thì tiếp tục trình làng một mái đầu mới. Griffin. Griffin làm gì đây? Trước mặt là anh Khoa. Quỳnh sang Văn Trung. Đường truyền cho Hamilton. Một nhịp nhứ. Và cú ném 3 điểm mang về 3 điểm. Evan Turner hay cả huyền thoại rồi Happy Check. Anh Duy. Anh Duy và anh Khoa. Anh Duy đang cố giáo khá mạnh mẽ, xoay người thả húp và có điểm cho anh Duy. Mình rất đáng chú ý trong đội của cả Catfish lẫn City Wings, đó là Bam Griffin và Jeremy Smith đều chưa ghi điểm, nhưng đây sẽ là cơ hội để cho Griffin có điểm số đầu tiên trong trận đấu này. Một điểm số quá đơn giản. Turnover thuộc về các cầu thủ City Wings và ngay lập tức ở phía các cầu thủ City Wings họ đã phải xin hội ý. Đây là turnover tới từ cầu thủ mang áo số 14, đó là Tân Hải Đăng. Và với một tình huống thế này thì đương nhiên rồi, Bam Griffin không thể bỏ lỡ và tỷ số nâng lên thành 8-3 cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Đăng Khoa. Hamilton xin bóng. Lúc này thì Ami William vẫn chưa trở lại sân. Hamilton ủi tung cầu thủ của City Wings. Thật khó cho Vũ Đoàn Minh Phương. Rõ ràng là Wings đang cần Ami William trở lại thật nhanh, không thì Hamilton sẽ cày nát khu vực 3 giây của họ mất. Đầu tiên trong trận đấu này cân bằng tỷ số với Cần Thơ Catfish. Và chạy cắt hay của Lê Khắc Đăng Khoa. Tình huống tấn công rất nhanh của... đó là Lê Trần Đăng Quỳnh. Bam Griffin rất mượt. 5 giây cho thời gian tấn công. Sống còn nhiều thời gian nữa. Đó, có một chút vấn đề với đồng hồ. Đây là D'Angelo Hamilton và điểm cho D'Angelo Hamilton. Một pha xoay tinh quái từ số 46 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Cú ném rất nhanh, cái chân sút cực nhanh tới từ Bam Griffin. Griffin đang vào tay. Nhưng tổng thể thì Wings vẫn đang ổn. Michael Soy xoay người ném và có điểm cho Michael Soy. Lần nữa anh không qua được D'Angelo Hamilton. Tô Quang Trùng đưa bóng cho Michael Soy. Alley-oop và điểm cho Bam Griffin. Hamilton là không quá tốt và điều này sẽ khiến cho khoảng thời gian cuối trận đấu khiến anh không có nhiều sức mạnh nữa. Đường chuyền của Ami và chạy cắt đấy, lấp bài Hamilton vẫn quá cháy. Tình huống mà chúng ta lại được trải nghiệm sự lợi hại của blocker trên. Cần ném nhiều để vào tay, nhưng với lối chơi của Catfish hiện tại thì anh ta không được ném nhiều bởi vì Bam Griffin đang... Michael Soy ở bên phải. Đây là Michael Soy và dễ dàng có điểm cho số 3. Không quá lâu sau khi Hồ Chí Minh City Wings vượt lên thì Cần Thơ Catfish lại có một mạch điểm ấn tượng. Và lúc này thì khoảng cách đã là 8 điểm và Wings phải gọi hội ý. Vừa rồi đã là turnover thứ 5 của City Wings kể từ đầu trận. Và họ đang phải liên tiếp trả giá với pha để mất bóng của mình. Và phối hợp rất hay giữa Tú Kobe và Michael Choi. Chơi năm nay, hôm qua thì anh đã cùng với hit có chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Có điểm cho D'Angelo Hamilton. Và có assist sau khi thấy pha lấy quả chân của Hamilton. Tốc độ của Griffin. Một Hồ Chí Minh City Wings mệt mỏi áp lực của đối thủ. Michael Choi. Michael Choi cũng chưa thể có điểm cho Soy. Lê Khắc Đăng Khoa vẫn có đường vào tấn công. Đăng Khoa đẩy ra. Bam Griffin. 3 điểm nữa từ Bam Griffin. Quá khó. Griffin rất nóng tay, rất hot hand và đang ném không biết trượt anh Việt ạ. Không rõ phải làm cách nào để City Wings có thể ngăn cản được Griffin vào lúc này nữa. Vẫn là Bam Griffin. Quá tuyệt vời. Sự tự tin đã mang lại cho Griffin thêm một tình huống hay. 11 điểm giữa City Wings và Cần Thơ Catfish. Bam Griffin lại là Tăng Minh Trí đột phá và anh vượt qua được Trần Văn Trung một cách rất đơn giản. Anh bởi D'Angelo Hamilton. Hamilton rất khéo. Tú Kobe. Lê Ngọc Tú quyết định chậm lại. Bam Griffin và lên rổ ngược cực khéo của Griffin. Thật may khi vừa rồi quyết định xử lý người đồng đội. Tiếp tục là pha tấn công không thành công của City Wings. Tú Kobe. Thế trận được thiết lập trở lại là 17 điểm. Thậm chí còn có thể hơn thế khi Lê Ngọc Tú sẽ còn một quả ném phạt. Không, hai tình huống crossover liên tiếp. Michael Soy, 3 điểm của Michael Soy. Quick. Chúng ta xem lại tình huống làm siếc của Bam Griffin. Và Michael Soy cũng biết cách để kết thúc mọi thứ một cách thật hoàn hảo với cú ném sọt rổ. Văn Trung phòng ngự hay, lấy bóng từ Tăng Minh Trí, chưa được nhưng vẫn còn Michael Soy sẵn sàng tiếp ứng. Chậm rãi như hiện tại là điều có lợi cho Catfish. Griffin vẫn giữ được bóng dù thiếu chút nữa đã dính turnover. D'Angelo Hamilton, cú ném quá đẹp của D'Angelo Hamilton. Đây là màn lỗi ngược dòng. Griffin liên tục có screen từ Hamilton. Cú ném trung bình và quá hay, 2 điểm nữa cho số 22. Dù sao thì cách biệt bây giờ vẫn đang là 14 điểm cơ. Bang Griffin hết xì rất hay. Và đây là cơ hội cho thầy Tô. Điểm cho Tô Quang Trùng và Bạch Đỏ dễ dàng. Có rebound và đây là cơ hội. Bam Griffin. Nỗ lực của Vincent nhưng là chưa đủ. Trái bóng văng ra. Michael Choi đang bị đeo kèm bởi Vincent. Thể lực hơi rối một chút nhưng vẫn còn 10 giây. D'Angelo Hamilton. Hamilton tiến vào tấn công vào vị trí của Ami Graham và lên điểm rất dễ dàng. Ngày hôm nay thực sự đây là câu trả lời của Cần Thơ Catfish. Tú Kobe rất nhanh chóng. Catfish đã Bam Griffin. Tốc độ của Griffin, Brian Kick, Tăng Minh Trí. Catfish vẫn cố gắng đánh chậm Griffin. Griffin rất mạnh mẽ. Jeremy Smith đã phòng ngự hay. Griffin vẫn quá nhanh. Nên nhớ đây là những phút cuối trận rồi. Chúng ta hãy nhìn tốc độ. Rồi là một tình huống bóng tráng rổ đi ra ngoài. Anh Khoa, một turnover rất đáng trách. Không hiểu sao thì vào lúc này có lẽ không có nhiều người kỳ vọng vào một